anh nhức đầu, nhớ em anh nhức đầu, cần em đi xíu đi xíu. Không nha, mọi người quay màn hình về đánh em mọi người. Không hay như đây. Tới số hello bờ nhớ em anh tiếng cười khó nhầm. Tiếng động vật khó kêu nhất thế giới. Nó ra cái con hí ọ tao cười chết. Cảm ơn cậu bé, cảm ơn nhà trường. Mà nó ra con hí ọ tao cười chết luôn. Tiếng ơi. Tiếng động vật khó nhất thế giới. Tiếng con cá, con cá kêu sao em? Ok. Ok, sao? Tiếng gì? Từ từ. Tiếng gì? Gì? Rồi, ok. Vậy đến giờ làm ha. 1, 2, 3. Mày có chạy không? 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 Có. Cái đầu. Lần đầu tiên chạy kèo mọi người ơi, lần đầu tiên chạy kèo thành công. Chị xíu. Chị xíu. Hello Nghĩa. Hello. Chị xíu hello em, chị bắt cặp chơi với nhau đi, thấy Tiến với lại anh Sóc lịch kiểu nào nữ nữ đi. Hôm nay có quà không chị? Chị mới lại cái này à. Hello tất cả mọi người nha. Tự nhiên cái tiếng nó kỳ quá à. Mình mới vô mà nó cứ bắn bắn gì tiếng. Em không có respect chị xíu gì hết trơn. I'm Vietnamese not English. Sao tiếng bên đây cái mặt nó kiểu nó vậy chị? Mặt tiếng này thái độ quá, đụng chơi nó nữa thôi đi về đi. Thái độ quá, chơi kèo bị khay vui vẻ mà thái độ quá. Thái độ quá đi về. Chơi có chút xíu mà thái độ bắn đụng đụng mới mời quá. Như này là không được rồi. Quá hơi rồi. Tiếng động vật không có thể ai nói được. À không ai, lại đi. Nó nói động mà nó không dám nữa. Tiếng động vật không ai học theo được. Ủa sao nó lạ vậy? Mày sạch vậy đó không ra đâu, mày phải sạch cái con nào á. Cho tiếng... nó sạch con động vật không, nó kiếp trao luôn á. Thôi để chị đi về nha, bye bye. Bye bye. Tiếng con dán đi. Tiếng con sóc. Con dán nó kêu hả? Ê, con dán có kêu chị. Ủa? Có, con này kêu dễ lắm, kêu con dán đi nha. Đâu? Con dế, con nói là con dế chứ con dán đó mà con dán. Con dán. Mình trả xong rồi mình đi về chị ơi. Đó giờ tưởng đấy. Con dán nó kêu là Zui ốc ghi đó. Đúng rồi. Đi về thôi được rồi đó.
mình nên giải tán ban chấp hành. Giải tán mâu sinh. Tán trường. Bay từ cảm ơn chị Mai. Cảm ơn chị Xéo. Cảm ơn Sóc Nâu. Bye bye chị Xíu. Bye bye mọi người. Like giỏi nha. Dạ. Em cảm ơn. Tan trường tạo tung bay từ mây trắng. Tan trường chờ em đi ngang qua về lối này, biết rằng tan trường hôm nay không có sổ số mọi người ơi. Hôm nay không có sổ số. Lỗ miệng ở đâu á, nóng trong người á, nó phát ra. Biết rằng tan trường đi báo nữa đại ca, nghèo đang nghèo mà má. Ok. Sinh nhật là ngày 24 tháng 9 sẽ có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thật là đặc biệt ở trong room của Xíu nha. Happy birthday Phương Nguyên, happy birthday Nguyên ạ, happy birthday tất cả mọi người. Có ngày sinh nhật là ngày 24 tháng 9, mong là bạn sẽ có một ngày sinh nhật thật là vui nha. Tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc à. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tôi phải kiểm tra cái mỏ tôi. Em say rồi mà đúng không? Lại nha.
dù đã chia tay cũng chẳng vô tâm đến vậy. Em say 1, 2, 3, 4, 5 ly chẳng đắng bằng một mặt ở trên. Anh có thể yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin áp vũ.
nơi đây xương thì không rời lát, giòn thì hôn vào hoa thì tô vào đá, mây thì ôm trời xanh, anh thì ôm người ta, em thì cho đồ ăn. Hôm qua em vui, hôm nay lại xấu, anh khó đoán. Vết thương xây xong em quay lưng vội vàng say bài nhanh. Đầy đắng cay nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt. Đừng nghĩ anh không quan tâm, em trêu đùa hỏi con tim anh. Hôm nay có chia tay em nói ngang ngược. Sẽ im lặng và trả lời bằng cách tặng em một nhận thông. Vậy cố gắng của em liệu có thành công, hay là em sẽ luôn đúng và mọi chuyện có thành không? Người tặng em vài chiếc ôm còn bối rối, đôi ba cái từ đầu mặc cho chiếc gối còn lôi thôi. Gửi tặng em chút thời gian không trọn vẹn, miễn là không buồn bề, không bon chen, phải bình yên, phải mơ mộng, phải gạt bỏ đi cả lý trí, phải vùng vỡ, phải thật buồn, ta sẽ sợ và chẳng buông tay, phải đi qua hết những ngày mưa, ta mới trân trọng những ngày nắng. Hãy cứ yêu nốt hôm nay nữa, mặc kệ mai có rời xa anh. Is I think I've sent you my way. Hello, Lynn. Hello, mọi người. Hello, Khanh. Yeah, I let you go. Bệnh của anh thì chẳng cần dùng đến thuốc, chỉ chờ em đến thăm và hỏi vài câu chắc là được. Bệnh của anh là lai rai vài ly rượu, ngồi cà kê với tụi bạn xong ước gì em tới rước em mà. Hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ, duyên đến rồi sẽ đi nếu hai ta chẳng phải nợ. Anh không mong một ngày tim anh rảnh rỗi, vì cô đơn vốn dĩ luôn đi kẹp anh đây thôi. Anh là khói, không thể vui như ý muốn. Anh đến đây chỉ vì buồn. Người ta bảo sống là phải hưởng, nhưng anh không rõ cứ thế này thì ai thương hả em. Rồi bao giờ tim em rảnh rỗi lúc ấy, gặp nhau như người dân ngược lối. Rồi bao giờ tim anh rảnh rỗi lúc ấy, gặp nhau em bên ai khác rồi. Hay là em nốt ngày hôm nay mặc cho mai đây trở thành ai khác. Hãy cùng cười với anh như vậy, vì cuộc đời anh vốn dĩ là nhạc. Hãy đưa tay để anh nắm lấy và được thấy nỗi buồn của em, học được tử tế. Nếu biết đường anh về sẽ chẳng có em. My head is spinning. Sẽ chẳng có em. My heart is breaking. A drug to me, I'm addicted. You're like the pain I feel. So without you, I don't need you by my side.
chẳng có. Em à, anh biết anh không được biết đến như là một người viết nhạc tình yêu lãng mạn, và anh biết những bài nhạc tình yêu ngoài kia rất nhiều. Chưa đầy những câu nói khiến con tim em say đắm, khiến em mộng mơ. Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn lại là người đang ở đằng sau khẩu súng. Tình yêu như là một ngọn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó. Gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần. Đôi khi anh lặng tập nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình trống chỗ, nghe tiếng em nói trong hộp thư, nghe đồ bảo yêu không phải là một chữ, vì anh đã viết giấy thư và bốn trang. Đã nghe con tim mình rộn ràng trò chuyện từ tối đêm qua cho tới sáng, làm sao để biết khi sinh nào mới đẹp. I know love has a soul as can mean something, rằng tình yêu là một điều khó hiểu, nhưng anh hay dạy có chơi là phải có chịu gặp nhau, lần này biết khi nào có lần sau, nếu không xa cách làm sao biết ta cần nhau. Thế nên mỗi tối anh chắp tay và ngẩng đầu, mong sao ơn trên có thể ngờ lời khẩn cầu. Em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm. Em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm. Em khiến con tim anh đập ba da bùm, như lời ca anh xem như đa từng. Bây giờ với anh tất cả là quá khứ, mọi lời nói chỉ còn là giá như anh đã lùi một bước, giá như mà anh đã là người tới trước, giá như em không dùng đá làm trái tim, giá như em là mảnh ghép cả đời anh mãi kiếm, giá như cái tôi của anh bọn nhỏ đi, giá như mà em phải không phải bỏ đi, giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ, để giờ hai ta được không còn lại gì. Em ơi anh chờ nhưng sao em không đến, có hẹn mà quên đó là điều không nên. Nếu như quay lại anh vẫn chờ một lần nữa, vì trong tim anh em đã chết một phần nữa. Em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da bùm, tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm. Em khiến con tim anh đập ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da bùm, tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm. Và đó là một bài nhạc tình yêu mà anh nên phải viết, lãng mạn, trữ tình, êm ắng và luôn văng vẳng bên tai của em, phải không? Quan trọng nhất là nó có thể dành cho bất cứ người con gái nào khác. Cái thằng này nó cứ mời hoài, có quen đâu. Mời nãy giờ mời hoài luôn á. Ok. Alright. Thứ ba đại ca về bờ đúng rồi. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa rầm, không phải là thời tiết mặt mọc hả? Mặt mọc không biết biết hát không đâu, mà bữa giờ mọi người ở đời nhiều lắm. Không mình khi mày có gót, không cần phân sắc cầu kỳ, mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mê trong làn tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má, xin được giữ em về nhà, để giữ em của riêng anh cả đời. Trời chờ anh đã lâu, biết không em muốn bên người. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, môi cười xinh như hoa đáng yêu thật thà. Cứ em đềm thương nhau qua bao nắng mưa, một đời nâng niu, một đời đưa đón. Khi bình minh em ôm ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm em. Trong đẹp và lưng lời ca, ngân hùng nên khó nói ra, không biết rap bà ơi. Và chén rượu ngọt ngào nhất mà anh may mắn được thử qua. Anh muốn được mang nụ cười em về cất ở trong nhà. Em kêu sức sờn vai, mọi người giúp anh chuyện này. Và dạo không anh luôn đẹp trai.
biết đâu, có biết bài này đâu. Đó, 20. Sẽ không còn đợi những món quà kỷ niệm, một thời gian sẽ không dám tới, và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em là một kẻ là em gặp ở trong dòng đời. Anh sẽ quên, quên cả những vị ngọt và đắng, quên ngày đó cả hai đã thua khi đã chọn mình thắng, quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận, quên một người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân, quên thứ tình cảm nặng nhất khi phải đặt lên cán cân, quên vết thương làm em đau nhất và đem nó nhân vạn lần, quên những lời ca anh viết, từng chi tiết về anh, từng nụ hôn, từng tin nhắn mà em chưa dám để dành. Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Anh mang theo nó chẳng thể lâu. Những thước phim, những câu chuyện tựa như giấc chiêm bao. Một ngày nào đó em sẽ quên là ta đã mất đi nhau. Nhắn giờ đã trễ, anh như món đồ thất lạc, không có nơi trả về. Nhưng nếu không mất sẽ không tìm thương thì đời là thế. Anh nghĩ về quá khứ, không tính chuyện tương lai. Em không bên anh hiện tại nhưng vẫn thấy em thường ngày. Những thước phim, những lời nhạc cấu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Anh trở về thành phố này đều là đã từng, mang theo những kỷ niệm giờ em chả cần. Mẹ anh nói đây là nợ anh lại trả dần, nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra. Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần là chăn gối. Vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ phần nào năm tấp tối. Những tin nhắn anh gửi cho em nhưng anh chưa từng làm văn giỏi. Anh chỉ muốn có những cảm giác mà họ nói. Anh muốn một lần tự do, muốn một lần được bỏ trói, muốn gặp em ngày đó, muốn là em hôm qua, muốn cảm nhận lời anh nói theo một cách nôm na. Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Anh mang theo nó chẳng thể lâu. Không chơi đâu rồi. Hello, cab. Car. Chuyện của em chẳng hề giống ai. Điểm 10 thứ ba ở chỗ anh rap không hiểu nhưng em vẫn cố tìm người lắng nghe thấu hiểu trái tim của mình, may mắn như trúng xổ số bỏ vào thông lưu. Điểm 10 thứ tư gửi do ship có tính phí hơi cao nhưng anh không ngại lỡ mất em sao. Những lần anh bật em luôn ghé thăm, công việc mỗi ngày mấy triệu cũng bỏ vì thế anh cho em. Điểm 10 thứ năm lần đầu bật em ăn rất nhiều nhưng không cần khách sáo, cái tính vô lo vô nghĩ của em anh chấm cho em. Điểm 10 thứ sáu em bài này lâu lắm rồi, rap quên mất rồi bạn ơi.
được không ta? Hà Nội and you được không? Damn David. Hà Nội and you được không? Hà Nội and you. Hà Nội and you hát sao? Ráp giọng Bắc phải không? Hà Nội ngày trời gió, ở nơi đó có nhớ anh không? Anh vẫn thừa một chiếc chìa khóa, chờ một ngày em đến mở lòng. Em biết không, em thích xen xúa, chúc em ngủ ngon bằng ai cần. Thủ đô trắng trong nhà mùa lá úa, nên anh sẽ cùng em mua Sài Gòn. Dù em coi đây là điều nhảm nhí, thì anh vẫn sẽ nói như thế cả năm. Nếu em còn thấy sợ bấm tội, anh sẽ đưa em cả anh trăng rằm. Ê. Tắc 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 vang thử. Hà Nội nay trở gió, ở nơi đó có nhớ anh không? Anh vẫn thừa một chiếc chìa khóa, trong một ngày em đến mở lòng. Anh biết em không thích xén xúa, chúc em ngủ ngon bằng ai cân. Thủ thô răng trong mùa là úa, nên anh sẽ cùng em vô Sài Gòn. Dù em coi đây là điều nhảm nhí, thì anh vẫn sẽ nói như thế cả năm. Nếu em còn thấy sợ bóng tối, anh sẽ đưa em cả anh trăng rằm. Đêm nằm nghe tim thương nhớ, miệng mỉm cười lẩm bẩm câu thơ. Yêu em đâu phải là cái cỡ, một chàng rapper bộng hóa cái dạng thờ. Bạn em nói con chàng con đuôi dạng tâm tâm. Tập đã, để bữa sau tập. Để bữa sau tập ráp giọng Bắc. Hay nha hả? Nuốt lưỡi ừ. Em cảm ơn chị Nga. Ba giờ anh còn chưa ngủ, tương tự về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải ngỡ âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là tháng trên mây. Ay, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệp, anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay là đi hút sáng mai. Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai, nếu như em gật đầu mình bên nhau mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng là bạn nhạc buồn, chỉ đợi em remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp em anh lại thấy bay bồng, chẳng còn giật trội, chẳng còn dập cuốn. Lại đành nói nhỏ, em là cái gì cũng để anh phải nói ọ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu kể thấy ngơ ngơ, suốt ngày nói thanh tim bơ vẩn cũng để anh đêm về nằm ôm mơ. Ê, chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không tỏ, không nghen, không dịp, nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhá. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh. Nhà em có sao em không ở mà lại di chuyển hộ khẩu và tim anh. Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi chứ sao cứ hoài con tim anh. Vòng tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm em hay chạy đêm với em thì việc gì với anh cũng không ngại. Mì trái cây nữa hả? Cái gì bị sập vậy? Cái gì bị sập vậy? Cái gì bị sập vậy? Uống nước mát nhiều vô lỡ miệng hết rồi. Sẽ cho anh đó hết tất cả, vì dù sao cũng đã qua rồi. Em không điêu cũng chẳng muốn, làm kẻ thứ ba càng không muốn. Nên em chọn cách phải đứng phía sau, ngắm nhìn những khi anh về muộn cùng với ai.
là tình yêu, là cảm giác. Khi cảm giác đó làm anh đau thì nói với em đi cắm gạt, bởi em không thích như vậy đâu. Và anh có hiểu không, em sẽ giết chết đi hết cảm giác đã từng khiến em phải trĩu lòng. Nhưng khi vô tình nhìn lại tấm ảnh của anh thôi, tự nhiên nhắm mắt rồi tắt ống thở, đôi môi cười nhạt nhưng không nói, nhưng tự lừa dối mình mà thôi. Vì sao anh vui là em cười, thật sâu bên trong em chưa từng muốn phải nhanh hết anh đi bên người. Em ích kỷ hơn anh nghĩ, vì em không mong anh hạnh phúc khi bên người ta, để quay về con tim mình yên lặng một chút. Chỉ là suy nghĩ kèm chút tự kỷ, biết rằng anh chẳng quay về đâu. Dù sao cũng chỉ một câu nói, những gì của anh vẫn trong đầu. Em muốn anh biết có em đây, những khi ngã có em đây, gào nước mắt đỡ anh đứng dậy, những việc nhỏ nhặt như có em đây. Nếu có thể sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần, còn phần thể xác anh dành cho ai phụ thuộc trái tim này anh cần. Anh cần khóc em cho đôi mắt, anh muốn cười em gửi đôi môi, vẹn niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn trên anh, là vỡ một phần hai. Đâu để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh làm vỡ một phần hai. Em muốn mở mắt trong bóng tối, nhắm mắt lúc ban mai, muốn sống lặng với phần ký ức về anh em vẫn còn giữ lại. Chân thư tồn tại một niềm tin khiến em nhiều lần phải bất bình, rồi cũng vẫn sống chứ làm gì hả, phải ngồi yên hay bất tỉnh. Vì em không tin như người ta buộc miệng lời giả dối, em càng không thể làm cho anh khóc mà chỉ lau cho anh thôi. Vẫn còn nhớ đúng, nhưng chưa bao giờ dám nói chuyện. Em vẫn còn yêu đôi mắt ngây thơ, nhưng giờ ngài phải đối diện. Em chẳng sợ nhìn anh lo, cũng chẳng sợ nhìn anh buồn, mà em sợ nụ cười nở trên đôi môi không còn lôi cuốn. Đó không phải anh của hôm qua, bất chợt em thấy sao xa lạ. Có phải anh hay chỉ cái xác trút bỏ linh hồn anh ra xa? Giá mà em biết được những suy nghĩ của em, để em còn biết ở phải bước tiếp hay là nên lùi lại. Chọn một trong hai và cách thứ ba em luôn thực thi, anh đã thấy là khi anh phủ sạch hết tất cả nhưng vẫn còn có em ở đây. Em muốn anh biết có em đây, những khi ngã có em đây, lòng nước mắt đỡ anh đứng dậy, những việc nhỏ nhặt như có em đây. Nếu có thể sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần, còn phần thể xác anh dành cho ai phụ thuộc trái tim nha anh cần. Anh cần không em cho đôi mắt, anh muốn cười em gội đôi môi, cả niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh làm vỡ một phần hai. Em muốn anh biết có em đây, những khi ngã có em đây, lòng nước mắt đỡ anh đứng dậy, những việc nhỏ nhặt như có em đây. Nếu có thể sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần, còn phần cảm giác anh dành cho ai phụ thuộc trái tim để anh cần. Anh cần khóc em cho đôi mắt, anh muốn cười em gửi đôi môi, bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh làm vỡ một phần hai. Có tụi em đây hả? Trong lòng những nỗi đau vì ai em đang mang, có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu. Trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội bởi vì tình yêu. Em không mạnh mẽ như anh thấy và không yếu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em một người ca hát hay đúng hơn là nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thật cô đơn, quá khứ dày vò trong đau đớn. Hãy để tình cảm này trong lặng câm, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh buồn vì họ, còn em buồn vì anh. Vòng xoay của tam giác chính em nhận lấy nhiều thêm. Em muốn thấy nụ cười, anh thay vào đó là nước mắt. Không được giả tạo như lúc trước vì họ là thứ anh đánh mất. Em chỉ biết đứng sau, đứng sau những người theo đuổi anh, vì em biết em không bằng họ. Sự thật không thể thay đổi, cho dù em có cố làm gì đi nữa,
thì cũng không bằng họ, phải không? Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương thì xa lạ ở đây. Nơi tìm em vẫn gọi tên anh. Người em yêu hơn tất cả không như định nghĩa ở trong bài hát của em thường gọi là yêu xa. Em vẫn gọi anh là gió vì đặc biệt đến khó tả. Khi đi rồi mày thấy không về, muốn một gió cũng khó ha. Không một ai muốn làm chuyện đó, nhưng với em thì khác. Hai chữ trọn vẹn nó đặt ở anh mỗi khi em viết những lời nhạc. Nếu cứ chờ sẽ có hy vọng phải không, nói em biết đi. Đừng im lặng vì em khờ lắm, không hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm, phải không, hãy trách em đi. Trái tim ngu muội nó vẫn tự chủ, không làm theo ý chí. Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương, coi duyên phận sao. Hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào. Cứ vui đùa ở bên người khác mặc kệ em đau thế nào. Như một thói quen rồi anh à, đau thêm cũng chẳng sao. Ngự trị ở trong lòng em bây giờ một nỗi buồn rất lớn. Đâu phải là em chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn. Muốn quay về với biển xanh, hét thật to cho anh biết em không chịu đựng được nữa rồi. Có lẽ nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng em không cam. Em vẫn chưa trả đủ, trả nụ cười, trả nước mắt, bất chấp anh cho là em ngu. Ngu vì yêu, ngu vì ai, ngu vì anh là lần cuối. Để khi gặp nhau trên đường đời, đừng quay mặt mà mỉm cười. Kể cả anh cũng không được, những gì từng hứa với anh ngày xưa tất nhiên em làm được. Tin em đi, em ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió, đừng tìm em và gieo yêu thương, em không phải là người đó. Em thích làm người thứ ba hơn là một người thay thế, bắt em thay vị trí của họ, thực sự em không thể. Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào. Người thứ ba hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười giả tạo. Không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được. Anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược. Thua hay là thắng chỉ có một lần duy nhất thôi. Cho hay là nhận tất cả vẫn sẽ không thay đổi. Có thể em sẽ yếu đuối lúc này, nhưng xin anh đừng thương hại. Phép toán mà ai cũng học, một cộng một chưa chắc bằng hai. Lại thêm một lần nữa, em chúc người yêu mình hạnh phúc. Với ai khác xứng đáng hơn em, đừng bao giờ ngã gục. Gió tự tại, gió trôi nổi, gió bay bọc khắp bốn phương. Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng gọi em không? Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao, vô tình chụp mật khóc. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng nước nhẹ ở bên tai? Đó là lúc anh nên tránh xa vì em không muốn phải thương hại. Đó lần nào anh vô tình thấy bản thân của em quá ích kỷ? Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim anh ơi, anh về đi. Bài này là bài em mệt rồi, còn anh? Cảm ơn chị con yêu ơi ạ. Chỉ là khi ta cô đơn ta mới nhận ra được vài điều. Cuộc sống là cả một quá trình dài để tìm kiếm người mình yêu. Ta vô tình gặp nhau bằng giọng tin nhắn trên, lại tìm đến nhau bằng sự giản đơn khi ta chưa từng được hạnh phúc. Không một ai là người hoàn hảo vì lời chê trách của người ta. Cứ mặc kệ và đừng để ý đến lời đồn của thiên hạ. Vẫn cứ tin em vậy thôi, một ván bài lại đặt cược. Chỉ mong là sẽ trở thành hiện thực những điều mà anh từng ước. Ai cũng có một quá khứ, dù đau thương nhưng vẫn đẹp. Ai cũng đã từng nói dấu chia tay, đôi mắt sẽ lại khép. Vì tình cảm không phải nói quên thì sẽ thực sự có thể quên khó. Khi hình ảnh của ai chợt đến, và anh cũng vậy, nhưng vô tình chậm nhịp thôi. Khi bắt gặp nụ cười ai đó chợt nghĩ là mình đã yêu rồi. Không cần vội vàng, cứ từ từ mà lại bền lâu. Không cần đến nhanh, rồi yêu quá vội để lại trong tim vết nứt sâu. Nếu như tình yêu đã mang cho ta nhiều vết nứt, hãy cứ từ từ chữa lành vết thương, đừng để nỗi đau lại đánh gục. Cứ yêu chậm chậm thôi, để cho cảm xúc được diễn tả, để biết tình cảm dành cho người ấy là thật lòng hay thoáng qua. Nếu tình yêu vẫn chưa cập bến, hãy cứ chờ đợi một ai, để rồi cuối cùng gặp được một người mà anh sẽ muốn dừng lại. Là một người không phải hoàn hảo ở bên cạnh anh trong tương lai, là người sẽ tha thứ một đồn mà anh mãi mắc phải. Ê, lâu lắm rồi không rap bài này à? Bỏ đi, để bữa sau tập lại đã. Ngươi lắm, mà thả gió nữa đúng không? Thả gió nữa lên. Ok nha. Còn mấy anh mình hát bài nào vui được không? Nốt 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 nốt.
Đâu có buồn đâu mọi người. Để nốt bài này, nốt bài này nha. Nốt nốt nốt. Phải chấp nhận vị trí cô đơn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống. Hãy để tôi tan vào cơn gió đi theo tiếng gọi của tim mình. Nếu lần này tôi lại vấp ngã, ở đâu cho tôi được lòng tin? Tôi nhớ nụ cười khuôn mặt đó, dù chỉ gặp trong một lần. Kể cả trong mơ đưa tay với tới, tôi cũng chẳng mong dám lại gần. Quá khứ chỉ để gọi tắt, nói ngắn gọn mới hôm qua. Trái tim vẫn còn lỗi nhịp phá bỏ rào cản khoảng cách khi yêu xa. Nhưng mà giờ đây chỉ còn mình tôi lang thang vẫn đi nhặt, nhặt từng lời hứa, từng mảnh vỡ đang tan rã ngay trước mắt. Buồn vì ai chứ buồn vì em. Bao nhiêu đêm anh đếm xuể, giọt nước mắt mặn chát trên môi, chấp nhận buông tay đâu phải dễ. Cứ mỗi đêm lại tràn khói thuốc, nơi lấp lánh ở biển xanh. Hét thật to rồi khóc cho đã, cảm nhận ngực trái sau gió lạnh. Tự do cho em rồi, muốn hỏi là em có vui không? Không còn ai làm phiền mỗi ngày, tự hỏi là em có buồn không? Giọng tin nhắn vẫn còn ở đó, tên danh bạ vẫn như cũ. Là em yêu kèm thêm trái tim, tại sao không đổi hả con ngu? Giọng status chưa dành cho ai, chắc không phải là mày đâu. Nếu hạnh phúc mà em đã chọn là đúng thì anh chấp nhận đau. Yêu làm chi, một cơn gió từng thổi ngang qua đời mình. Chắc em sẽ không muốn nghe anh hát nữa đâu, phải không hả người yêu? Chỉ là em con khờ của anh, như cái tên anh đã đặt. Vẫn đây bài hát in đậm tên anh, hát nhớ hay không để em nhắc. Em muốn ở bên cạnh anh, nhưng mà tất cả không cho phép. Khi khoảng cách cùng với một người và gia đình nó hạn hẹp. Chúc anh hạnh phúc ở bên ai đó, vị hôn thê của người ta. Thời gian ngắn ngủi nhưng mà thật sự em cảm ơn anh vì tất cả. Say, yo.
hậu cung ăn, hậu cung gửi thì thầm nơi ơi, ông xem đúng là number one. Anh không có cao sang nhưng mà ai được bằng anh. Anh không có lăng nhăng, không hề dối dao một lời. Anh xin thề chỉ có hậu cung, trái tim này chỉ có hậu cung. Thầm nơi ơi, ông xem đúng là number one. Anh không có cao sang nhưng mà ai được bằng anh. Anh không có lăng nhăng, không hề dối dăm một lời. Anh xin thề chỉ có hậu cung, trái tim này chỉ có hậu cung. Không được rồi, tao mới tin xong à. Cái chuyện gì vậy? Cái chuyện gì vậy? Baby Boo, mày đi đâu rồi? Về nhà chưa? Siêu number one, hello cup of love. Phòng chỉ có giãn cách âm không? Em ăn cái này. Ăn này đã. Em muốn mét đại ca vụ này vụ gì? Mới hậu cung nhau, bu cũng giống hậu cung mà, bu giống hậu cung mà. Chuyện để trao anh chứ hả? Trao anh chứ hả? Chuyện gì ta? Lấy gì được khó quá hả? Về nhà chưa à? Cái gì xíu vậy thương, cảm ơn mày. Chưa ăn trộm hả? Hồi nhỏ ăn trộm nhiều lắm, giờ nhớ hết. Dạ, rồi mình nhắn ra. Ở vậy hả? Để coi mua oxy già đồ rửa là cái chân chỗ hông là nó nhiễm trùng á. Chuyện tình thời học sinh đi chị hả? Không mấy mình bỏ khúc đôi được không?
Tao mới ok giỏi. Đau âm. Ê, tính ra mọi người, tính ra bây giờ mà tôi nhắc lại cái mối tình đầu á, tôi chỉ nhớ một điều duy nhất là lý do chia tay thôi, chứ còn mấy cái chuyện kỷ niệm đồ ngày này kia tôi không nhớ một cái gì nữa luôn á quý vị và các bạn ơi. Tôi không còn nhớ một cái gì kỷ niệm luôn á. Tôi chỉ nhớ duy nhất một cái đó là lý do chia tay thôi. Hay không? Những cái kỷ niệm bây giờ mọi người nhắc lại trong đầu tôi không chạy một cái gì luôn á. Không kể đâu. Không kể đâu. Không kể đâu. Cô giáo đông quá nè. Đông quá nhà. Bơ. Lê tiếng ạ. Đã hẳn ý miếng cuối rồi. Suy nghĩ hẳn cuốn vào lớp. Cuốn vào lớp ra đổi tên thành cuốn vào lớp đi. Mày biết rằng ai game lâu thì đã qua ăn sữa coi hả? Nào. Mày biết đâu. Đâu ạ? Giống như em biết mấy vụ mà trà xanh đồ này kia không? Thất thì lúc nào cũng được. Cái gì? Gì mới bấm vô cái gì mà tùm lum hết vậy? Mọi người có hiểu câu đó chưa? Dạ, quá trời luôn, anh làm tập mấy luôn. Mình phải cống hiến trước. Đó, thì mình mới gọi là có. Đâu có đâu, bà có like đâu. Không có thấy like mà. Đâu thấy lại đâu. Không có. Thấy lại à? Tối qua hả? Tối qua dàn admin với lại Mi Trần sắm tụm lại nó xấu chị hả? Tại bé đó đang bị flop nữa rồi. Mi Trần trái cây kìa hả? Không biết mọi người nhớ những cái khoảnh khắc mà lúc nhỏ của mọi người không, nhưng mà tôi nhớ dã man luôn á. Tôi nhớ giống như là cuối tuần xong rồi ba tôi sẽ chở nguyên nhà luôn, chở mấy mẹ con tôi hồi đó lên đi trên chiếc xe The Dream á mọi người. Chiếc xe Dream á, mọi người biết xe Dream không? Chiếc xe Dream á, xong rồi mà nhà tôi ba đứa con nữa. Mỗi lần chở là phải chất năm. Mẹ tôi, xong rồi hai chị tôi rồi tôi nữa là chất năm. Mỗi lần vậy đó, cuối tuần, thường cuối tuần tối thứ bảy rồi, tối thứ sáu, tối thứ bảy rồi vậy. Ba tôi sẽ chở cả gia đình đi ăn kem. Hmm.
giờ mà bây giờ lớn rồi á, nhà tôi mỗi lần mà muốn đi chung đi đâu mà đi cả gia đình thì khó lắm. Chỉ có Tết đi lên ngoại á thì cả nhà đi chung. Chứ còn bình thường bây giờ là mà muốn đi đâu mà đi chung cả nhà khó lắm. Hoặc là đi khi nào mà tụi tôi mình tập trung về nhà này kia đầy đủ á, bây giờ nhỏ cũng lấy chồng, chị hai cũng lấy chồng, tôi cũng ở trong này. Một lần muốn tập trung mà đầy đủ cả gia đình là khó ơi là khó, lâu. Nhà có dịp gì đó mới tập trung lại. Hồi nhỏ toàn chơi mấy trò sức đầu mẹ tráng ở đại công vậy á, hồi nhỏ nghịch lắm. Hồi nhỏ xém chết đuối một lần nữa chứ. Như vậy là hạnh bất nhất rồi đó, nhưng mình không dám nhớ hết trơn. Tôi có rất nhiều chuyện nhưng mà tôi không thể kể cho mọi người nghe được. Cảm ơn bác. Có rất nhiều câu chuyện nhưng mà chị cảm ơn nha. Bông cho trứng nướng. Thực ra tuổi thơ của tôi nó không có đẹp đâu. Nó có đẹp một phần nào đó nhưng mà cái phần không đẹp nó nhiều hơn. Và nó ám ảnh tôi tới tận giờ này. Kinh khủng lắm. Cái thói quen từ nhỏ giờ của em là em sẽ luôn rút. Nếu như mà có người yêu thì em mà ngủ chung với ai là lúc đó em cũng sẽ, thí dụ tối nằm ngang vậy đúng không, sáng hôm sau là kiểu gì cũng thấy em rút phía dưới á, em cuộn lại rồi em cuộn người lại rồi em nằm em ôm gấu hoặc là em ôm một cái gì đó mà em nằm cong người vậy này, nằm như con tôm luộc quá mọi người biết không, em nằm vậy đó, nằm co ro vậy đó, em có một cái kiểu nằm vậy đó, lúc đó em cũng co rúm người em lại vậy đó. Cũng vì cái nỗi ám ảnh của em mà ra. Lúc nào cũng nằm kiểu vậy hết. Thu mình à đại ca, không phải nó giống như là một chị nằm kiểu như vậy á, cảm giác an toàn á, lúc nào cũng co rúm người lại vậy đó, hoặc là rút dưới nách người ta á. Đại ca ngủ ngon, em ngủ ngon, em ngủ ngoài nè. Mama bị cuốn táp vô chân rồi, mama lơi theo con cuốn này nha. Hồi nhỏ tôi bị cuốn cắn 18 nhát một lần. 18 nhát. Nó làm mấy chục lỗ ở trên người tôi vậy, tay chân rồi người mình cái đợt đó kinh khủng khiếp. Cái đợt đó bị táp rồi đi chích cái người luôn. 18 nhát nó đấy người luôn. Chị đi đâu mà bị vậy không có, chị đi chị cầm cái vợt cầu lông chị xuống sân nhà của cô đó chị chơi, xong cái nhà đó có con chó dữ lắm, xong cái tự nhiên cái nó đi ra nó sủa, cái chị lấy cái vợt chị hù nó đi, ai tưởng nó đi vô, tụi nó sợ nó đi vô ai gì nó làm bập 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 bập. Cái nó tưởng ngục xương hả. Hello tất cả mọi người ạ.
em bị táp một hồi sọ hồi nhỏ xíu bị cuốn cắn nhiều lắm, chứ không phải một lần đâu, nhiều lần lắm, rất nhiều lần nha. Mà lần đó là nặng nhất, lần đó là 18 nhát là nặng nhất, cho nên nhớ hoài tới giờ, chứ con hồi nhỏ bị chọc cắn nhiều lắm. Mày chị ghê tụi chó này, không dám chơi cuốn sổ quá. Giờ ăn trúng nặng bụng hả? Ủa? Em tưởng người ta ăn buổi trứng là ăn buổi tối chứ. Em bị 8 lần em tưởng em đỉnh rồi hả? Không có đâu, đại ca đỉnh lắm. Cảm ơn Winnie. Bé like từ 5 giờ dài đúng không? Em off một chút xíu, nãy em có off một chút xíu. Nhai từ từ thôi, trứng mà. Thấy rau răm thèm một gì lắm. Ừ đúng rồi, nó nói cái vụ chuột cắn mới nhớ mọi người. Mọi người đã từng bị chuột cắn bây giờ chưa? Mọi người từng bị chuột cắn bây giờ chưa? Trời ơi, con chuột Sài Gòn ha. Con chuột Sài Gòn ta nói nó cỡ cái bắp đùi vậy không à. Chị hai em á, chị hai em hồi lúc vô Sài Gòn mà ở phòng trọ bẹp á, tối đang ngủ cái con chuột nó ra là cắn cái ngon út. Ừ, cắn ngón chân á, nó cắn ngón chân á. Một trái thôi. Thấy em ăn đêm mà vẫn ốm đẹp hả? Dạ. Chuột cắn là xui á đại ca hả? Bé về Hải Phòng dẫn đi xem cụ chuột cắn. Ừ, chuột Sài Gòn bự lắm. Con chuột Sài Gòn nó bự như con bò vậy đó. Thì chuột ở Sài Gòn cũng chuột cắm mà. Bự lắm, con chuột nó bự lắm. Hello tất cả mọi người. Hồi nhỏ tôi xém chút đuối một hai lần, xém chút đuối hai lần. Hồi nhỏ là đi một lần là ở trên ngoại tôi sau lưng ngoại tôi là có một cái suối đó, mà hè nào mẹ tôi cũng sẽ dẫn tụi tôi đi lên ngoại ở mấy tháng, tại vì ở nhà cho ba mẹ đi làm á, nên là tụi tôi thích lên ngoại lắm. Lên ngoại là được chăn bò nè, được đi tắm suối nè, được đi ở trên ngoại nhiều trái cây á, đi ra rừng lúc nào cũng quá trời trái cây luôn. Ông ngoại tôi hồi đó trồng trái cây nhiều lắm, mùa nào cũng có trái mít nè, xoài, ổi, cóc, rồi chôm chôm, rồi thanh lâm, rồi tất cả những cái loại trái cây mà mình hay ăn là ông ngoại tôi trồng hết. Trồng nhiều lắm, để ông ngoại tôi trồng chủ yếu là để cháu, mỗi lần cháu lên là có trái ăn. Ngoại tôi thương cháu lắm. Nên là hè là tụi tôi hay tấm tụm ở trên ngoại tôi chơi lắm. Vui. Xong rồi cái đi lên đó, mỗi lần mà lên là cứ dành đi chăn bò á mọi người. Cứ dành đi chăn bò, tại vì ở nhà tôi không có bò. Mà lên ngoại là vườn rộng, rẫy rộng, ơi rộng vậy này. Vừa đi ra núi nữa, đi ngang qua cái suối nữa, thích lắm. Thế nên là cứ dành đi chăn bò.
xong rồi đi với mấy anh, đi chăn bò với mấy anh, mà muốn chăn bò là phải đi ngang qua một cái suối, xong rồi cứ ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi, xong rồi để tắm suối á mọi người, đã lắm. Nhưng mà bữa đó nước lên, xong rồi cái bữa đó nước lên, xong rồi cái đi xuống tắm, cái ngay chỗ đó nó bị sâu quá, nó bị hụt, xong rồi cái đang chơi với vậy, ông anh ông nhảy xuống ông kéo lên. Đó là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai là xem chết đuối, là ở dưới sông Ba quê tôi, ở gần nhà tôi, là bạn bè tôi rủ đi tắm sông, xong cái đi ra ngoài đó, cái nhớ đời luôn, chưa, lần đó chưa nhớ đời. Xong rồi cái đi tắm xong, cái mấy đứa nó rủ, mà cái sông Ba mọi người biết hồi đó chưa có làm đập thủy điện nên là sông Ba nước rất cao. Xong rồi cái mấy đứa nó rủ, nó thách, hồi đó biết bơi rồi, mấy đứa nó thách dám bơi qua bên kia sông không, mà cái sông Ba mọi người biết rộng lắm, chứ nó không phải hẹp đâu, dám bơi qua bên kia sông không, vậy là nguyên đám kéo qua bơi qua bên kia sông, xong bơi ra tới giữa lòng sông, cái biết tôi bị đuối sức á, không còn sức nữa bơi qua. Vậy xong cái đang ngáp, vậy tự nhiên cái thấy có người lội vô chừa luôn, từ đó chừa tắm sông luôn, không dám nữa. Vậy chốt lại đại ca biết bơi sơ sơ, nhưng mà biết bơi ở đây là biết nổi lên và biết bơi thôi, chứ không, còn nếu mà nói mà để cứu người ta chắc không cứu được, tại vì mình không phải là bơi chuyên nghiệp hay gì hết, mình bơi nghiệp dư, ông bà gánh cầm luôn thiệt á. Hồi nhỏ giờ ông bà đỡ tôi nhiều lắm luôn á. Hồi nhỏ do ông bà đỡ tôi rất nhiều vụ luôn á. Tôi kể cho mọi người nghe một cái vụ này. Là bữa đó là tụi tôi tính đi Đà Lạt. Hồi năm nào ta? Năm tầm cách đây khoảng 4 đến 5 năm. 2 năm. 2 năm là 3 năm. Tầm 4 đến 5 năm gì đó. Năm đó là nguyên đám tụi tôi tính đi Đà Lạt. Xong rồi cái... bữa đó là hồi giờ là tụi tôi đi Đà Lạt là tụi tôi đi xe khách hoặc là đi máy bay, nhưng mà bữa đó nổi hứng lên là đi ô tô. Thế sáng hôm đó tự nhiên cái hẹn đi lâu lắm rồi, xong cái đi ô tô của thằng em tôi, xong cái tự nhiên sáng hôm đó tới ngày mà chuẩn bị đi á mọi người, sáng hôm đó tự nhiên tôi ngủ dậy sớm lắm, hẹn là 7 giờ bắt đầu đi, xong sáng hôm đó tôi dậy sớm kinh khủng lắm. Xong rồi cái tôi bị trong đầu tôi, lúc mà tôi đang mơ mơ màng màng á mọi người, trong đầu tôi kêu là đừng có đi, nhưng mà tôi không để ý, cứ là ở trong đầu tôi cứ nhắc là đừng có đi, mà tôi không để ý. Xong cái là tôi dậy, xong mấy đứa bạn tôi qua nhà tôi tập trung, hồi đó tôi ở trọ bên Tân Quỳnh, xong cái mấy đứa bạn tôi tập trung qua nhà tôi, xong sáng hôm đó tự nhiên cái người tôi, cái lúc mà vẫn quyết định đi nha, sáng hôm đó vẫn quyết định đi, xong tự nhiên lúc đó người tôi nó bắt đầu mới nào là tiêu chảy, lần đầu tiên là tự nhiên tôi lạnh, tôi bị tụt huyết áp, sáng hôm đó tự nhiên tôi tụt huyết áp, tỉnh dậy xong tôi bị tụt huyết áp xong tôi vô tôi nằm, tôi kêu là nhỏ ơi xuống mua cho em ly nước cam, nhưng mà trong lòng tôi vẫn quyết định đi nha, nhỏ ơi xuống mua cho em ly nước cam. Xong cái nhỏ tôi xuống dưới mua cho tôi ly nước cam đem lên cho tôi uống để tăng huyết áp lên lại. Xong cái tôi uống ly nước cam đó vô, xong mọi người biết xong, tôi bị tiêu chảy là tháo mồ hôi hột đây nè. Xong tôi đi vệ sinh, xong tôi đi vô. Tôi vẫn quyết định đi. Thế là mấy đứa tập trung xong xuôi hết rồi. Xong cái bước lên, xong cái tầm hẹn là 7 giờ đi, nhưng mà tới 10 giờ mới bắt đầu đi. Mọi người biết sao không? Lên xe một cái, lên xe ô tô một cái là người tôi cứ rung rung mà không. Mọi người đều nóng nhưng mà không hiểu sao tự nhiên có một mình tôi mà tôi nằm tôi rung rung mà hai cái răng gặp vô nhau, mặt mày tới xanh tới lét vậy đó. Xong mấy đứa nó mới quyết định là thôi đi ghé vô một cái quán pizza ăn sáng. Tụi nó ghé vô cái quán pizza ăn sáng, tôi vô quán đó tôi vẫn rung cầm cập. Tại vì vẫn quyết định đi, tôi bị vậy tôi vẫn quyết định đi nha. Xong cái thằng em tôi mới kêu là thôi đi ra xe nằm đi chị, chứ ở đây lạnh. Xong tôi đi ra xe tôi nằm.
đi ra xe nằm ở ngoài cái băng ghế sau á mọi người, mà người tôi nằm mà người tôi cứ vật như này. Xong cái thằng em tôi nó ra nó thấy nó sợ quá, nó kêu là hay là thôi để em chở xíu đi qua bệnh viện thử coi thử có bị sao không rồi tính tiếp. Cái xong nó mới chở tôi đi qua bệnh viện. Nó chở tôi qua bệnh viện, cái tôi nằm bác sĩ khám cho tôi không bị một cái gì hết. Mà tôi vẫn nằm ở trong bệnh viện, tôi rung bật nha. Rung khó chịu lắm, cái rung mà không ngừng lại được luôn. Mà rõ ràng là không có lạnh nha mọi người, tôi cứ rung vậy đó. Đi ra ngoài trời nắng tôi cũng vẫn cứ rung vậy đó. Xong cái đi vô nằm, người tôi cứ rung, xong bác sĩ khám cũng không có bệnh gì hết mọi người. Cái xong nằm ở ngoài cái phòng khám gì bên Tân Bình á. Xong tôi mới nói với thằng em tôi là hay thôi mọi người đi trước đi, rồi chiều nếu mà chị nằm đây ổn á, chiều chị tự bắt máy bay chị đi ra cũng được. Xong cái tôi vừa quyết định không đi nữa, cái mấy đứa bạn tôi nó cũng kêu vậy thôi mày không đi rồi chiều đi chung luôn, chứ đi trước đi sau cái gì, tại cũng đặt phòng khách sạn rồi này kia xong hết rồi mà. Vậy xong cái mới quyết định là đi chung luôn, để chiều đó đi chung luôn mọi người biết sao không? Vừa mới quyết định ở lại không đi nữa là người tôi bình thường trở lại. Và chiều hôm đó mọi người biết sao không? Đèo Đà Lạt sạt lở. Ngay cái ngày hôm đó là cái ngày bão mà đèo Đà Lạt sạt lở luôn á. Và cái thời điểm mà tụi tôi mà đi tới chỗ cái đèo đó là đúng giờ luôn á mọi người. Là ông bà gánh còng lưng luôn á. Là cái đợt đó là tôi tin là ông bà tôi gánh còng lưng tôi thiệt. Đèo Đà Lạt á, lúc mình đi Đà Lạt từ Sài Gòn là sẽ phải đi ngang qua á. Đúng rồi. Mà tôi nói bạn tôi nó không tin, bạn tôi không tin. Tôi nói bạn tôi không tin nhưng mà cái đức tin của tôi lại tin. Còn bạn bè tôi thì không tin, là cũng không trách tụi nó được, tại vì đúng là tụi nó hồi giờ tụi nó không có thấy và tụi nó không có những cái cảm giác như mình á, tụi nó không tin. Còn tôi rất tin nha. Có cái đợt đó là tôi mới tin là có người gánh tôi đó. Không tin mọi người có thể search cái ngày cái năm đó là hình như đèo Đà Lạt bị sạt lở. Cái ngày hôm đó, ngay ngày hôm đó luôn. Em kể cho bạn em nghe, bà bạn em cứ kêu là mày xạo, không phải là mày xạo. Nó cứ kiểu vậy đó. Nhưng mà đúng là nó không nằm trong trường hợp mình, nó không biết thiệt và nó không tin là cũng đúng. Rồi chuyện gì nữa ta? Nói trắng ra tự nhiên hồi nãy giờ mọi người nhắc về kỷ niệm hồi nhỏ, tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện toàn những cái mà tôi không muốn nghĩ tới không à. Bỏ đi. Chị có tin là có ma thật không? Có chứ, chị tin mà. Chị tự nhớ ma. Kể hai ma chị hâm. Có những cái chị không muốn nhớ tới. Có những thứ chị không muốn nhớ tới. Nhưng mà nó ghim ở đây nè. Nó ghim ở đây nè. Không mà. Em ăn rồi. Ăn rồi. Chị bỏ ra ngoài cho đỡ mùi nha. Chị có tin là em mê chị không? Không biết. Hãy
là idol hát hay idol kể chuyện. Tôi thấy idol kể chuyện có sức hấp dẫn à. Cứ để theo tự nhiên đi. Có những chuyện lúc nhỏ mà cả đời này chắc em sẽ không bao giờ quên. Em cũng muốn quên nó lắm nhưng mà chắc là sẽ không bao giờ quên được. Là những cái mẹ không quên được toàn những cái gì đâu không à. Chuyện lúc nhỏ thôi mọi người, chuyện lúc nhỏ thôi. Tôi ngủ quên hả? Mẹ Quan Âm phù hộ che chở cho chị. Rồi, 2 ngày nữa nick kia được mở nha. Có những cái chuyện hồi nhỏ thôi mọi người ơi. Cái nỗi sợ đó ám ảnh tôi tới tận giờ này luôn. Và đau đớn hơn nữa mọi người biết không? Những cái người mà tôi Cảm ơn Winnie. Don't be sad, I'm
Mẹ ơi con nghe, hình như cuối phố có ai cãi nhau, hòa trong tiếng pháo ồn ào, vài đứa lo chát lại gây thêm chuyện pha phách mấy người hàng xóm, mà sao mắt nhóc cồn cào. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm Tết chi lại ghé thăm một lần lành phi, chớp nhau để làm gì, chuyện cũ mình bỏ qua qua. Tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mùa xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua, chuyện cũ mình bỏ qua. Cảm ơn kê, cảm ơn chàng. Tết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bỏ qua chuyện năm cũ, đón nhiều may mắn đến bên đời la la la. Kênh vô hồi nào vậy? Mẹ ơi con nghe, hình như nhà kế bên mấy anh chị em đang tranh giành nhau điều gì, người cứ khóc lóc, người kia thì bứt tóc nhau nhau, cả phố ai ai cũng ra nhìn. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới, lì xì nè. Một năm Tết chi lại ghé thăm một nơi làng phi, chấp nhau để làm gì, chuyện cũ mình bỏ qua qua. Tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cùng ngồi lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua, chuyện cũ mình bỏ qua. Em cảm ơn chị Hằng, cảm ơn Thỏ. Tết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bỏ qua chuyện năm cũ, đến nhiều năm mới đến bên đời la la la. Ken vô hồi nào vậy Ken? Cao đao 18 không nữa mọi người. Tết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bỏ qua chuyện năm cũ, đang nhiều may mắn đến bên đời ta la la. Tết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bỏ qua chuyện năm cũ, đang nhiều may mắn đến bên đời la la la. Trước đại ca tiền này túi hả? Này nhớ hãy kênh có comment không? Kênh vô hồi nào vậy? La la, Tết Trung Thu cũng là Tết nha mọi người. Ủa, bà Ken đã mất rồi. Vừa mới hỏi cái đi mất tay rồi. Mẹ, I don't understand but just have fun. This is a song. Tết là gì mọi người? Cái gì? Tết Việt Nam là gì, quên mất tiếng Anh là gì ta? Đâu Tết cái gì à? Tết holiday không phải. À đúng rồi, Lunar New Year in Vietnam. Lunar New Year in Vietnam. Hát Trung Thu hả? Lì xì ký cho mày lì xì, tắt mày lì xì cho. Chúc đại ca luôn thực hiện được ước mơ và mình nhận được đại ca lì xì em ạ. Tắt đi rồi tao lì xì cho. Nhưng này thôi tên là tìm Indosong. I don't speak Indonesia. I don't know the song in Indonesia. Đại ca quát em à, nói ta thế mai sinh nhật em thì mai vô, chứ hôm nay chúc sinh nhật xong mời bự.
Tết là nhà đại ca ship hàng nha mọi người. Tết đứa nào vô nhà tao thì tao lì xì hết. It's okay, see you. Okay. Parusarang hey. Money, money, hey. Đã gì sao, yeah. Mọi người một cục kẹo, tôi lì xì thiệt. Cảm ơn Yên Nabun. Nói giờ phải giữ lấy lời, đừng như có bấm đậu rồi là bay. Em quay màn hình rồi á, ok. Một mình em hai bao, ok em hai bao luôn. Miễn là em về nhà chị thôi. Con bay bì bù nó mới á. Con bay bì bù á, tụi bay nó mới đánh bắt xa bờ. Nó mới nó mới bị ngã ngựa xong. Ai biểu chạy tùm lum chỉ do ngã ngựa. Just sing what a. Just sing what you want to sing. Okay. Can you speak Vietnamese? Yeah, I know, I can. Hello. Xin chào, tôi là người Việt Nam. Động viên em đi hả? Động viện em đi hả? Ok, để chị vô bệnh viện chị động em. Động viện em đi. So man today how great is your love? So man today number one inside me. Always number one. We forever number one. Gàm gàm bữa nay kia tiếng là chị gàm bữa đó. In my heart, inside me là trong tôi cũng được. Đúng không? Được mà đúng không Ken? Ken inside me được không Ken? Để người Mỹ nói chuyện cho mấy đứa nghe nè. Để người nước ngoài nói chuyện cho mấy đứa nghe nè Ken ơi. Inside me được không? Bên trong tôi được không? Chào mọi người. Bán tiếng Anh nghe đã chào chứ sao nữa. Inside me đồ á. Hâm rồi nói tiếp. Ủa bên Pháp không ta không nói tiếng Anh hả? Ruby or Sonon City hả? Ruby. Sao so sánh vậy được? Quê mà quê. Ruby my cháu là gì trời? Cháu tiếng Anh là gì mọi người? Cái gì? Creed me or Creed? Nói gì là sao? Jenny, I don't understand you, what you say. That is her family, of course. Yeah, Ruby, my family, Sonon City, yeah, I do. I choose me a priest. Me, nice, tao ngu ngang, ừ. I love my family. Rùm nói tiếng Anh không vậy? Chớ hiểu chứ sao không hiểu. Inside me. Say, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. My family inside me. Nhắc mới nhớ lúc trước đại ca hứa quay clip táo dâu Yubi với đại ca làm lắc binh. Nhưng mà vì tụi nó đâu có chịu quay đâu. Say cao. Sao? Can you show me how to make me as cute or as you? I cannot because sự cute của tôi chuyển qua tiếng Việt rồi tự nhiên khúc đó chuyển qua tiếng Việt ngang.
Chị thử đổi filter đi mà để mà không để cũng nó xinh không khỏi dự. Bữa nay không có makeup kỹ nên không có tắt filter được đâu. Cái camera của iPhone nó cứng lắm. Do anh lịch cho do anh lịch ISO wonderful. Wonderful. You can say Vietnamese, you say English, I don't understand. Mày cũng ngựa, mày bắt tao, mày kêu comment tiếng Anh xong mày bắt tao nói tiếng Việt đi. Mày cũng ngựa lắm. Chị em làm cách nào để dễ thương như chị đi ạ? À? Cái sự dễ thương của chị nó là nó nằm ở trong máu rồi. In my blood. In my blood, you know. In my blood. Inside me. Nó lớp em đi hả? You are dear love. Are dear love? Love me. Romantic. A little romantic. And a little sexy. And ready. And same like me. Ở đây có người Việt Nam không? Trời ơi, tiếng Anh lên trên lớp 4 có 4 điểm gì giao tiếp với đại ca như gió chứ. Lót từ điển hơi loạn. Chị đọc sai rồi kìa chị. Không ấy, mình người Việt Nam mình nói tiếng Việt đi. Ừ thiệt đó. Tụi bay cũng ngựa, tụi bay hỏi theo tiếng Anh chi cho tao nói. Để tao nói chuyện tiếng Anh với mấy bạn nước ngoài được rồi. Do you like watching record what does mean record? I don't know record là gì mọi người? Record là gì? Drama career. Record. Ủa, có phim đó hả mọi người? Phim Hàn mà có phim Draco đâu thấy đâu. I don't know. Người yêu em đâu hả? Người yêu em đang người yêu tương lai của em đang ở bên cạnh một người khác nhưng mà em không biết. Và hiện tại em đang chờ đợi người yêu của em tới đây. Em đang chờ đợi tình yêu của em. Tình yêu của em. Người yêu của tôi đâu? Dừa. You can sing duyên phận. No. I very đau họng. Bạn là nói gì đây? Xa lăng. Bạn Hàn Quốc có bạn kia comment tiếng Hàn Quốc kêu là tụi yêu em. Thì mình sẽ trả lời lại. Sarang hay yo. Sarang hay yo. Tỏ tình răng này kia hả? Mặt. Tao đâu có rảnh đâu mà tao tỏ tình hoài. Mình phải biết, mình cũng phải biết nhục chứ. Nhụt chút chứ. Tỏ mấy lần là không được mừng. Sarang hay yo. Biết mà nói tiếng Hàn thì mình trả lời lại tiếng Hàn thôi. Ai biết hát nhạc hay suy nữa đâu, hết sức rồi. Sa lang hay siêu sa hang, sa lang hay K-pop love chính chất bị chất xúc. Anh nhắn hay xe vô. Dạo này có gì mới không? Dạ có, ngày nào em cũng mặc đồ mới hết á. Em bữa giờ like hình như là hầu như ngày nào em cũng mặc đồ mới hết á. Mới vậy được không?
chocolate. Are you ready for a new relationship? I think maybe I'm ready. Maybe. Màu iPhone 15 của bốn như cái điện thoại Vivo. Chào thiệt chứ. Rồi ngày đây bé tắm chú dạ hồi chiều em tắm rồi. Em đi gọi đạo gì em tắm rồi. Tắm rồi mới lên live. Đừng mắng em cũng mày không á. Không sao, đối với chị điện thoại màu nào nó cũng như màu nào à. Tại chị xài ớt mà. Tắm thiệt không? Tắm thiệt. Đó giờ điện thoại nào cũng xài ớt hà. Xin năm Rome International. Ồ, sao cái này nó nhanh hết pin nhiều ta. Ôi bực ạ. Bây giờ gì cưng hơn không cha ơi? Bây giờ tôi coi bà hơn nhiều hơn đó là sao? Let me know when you visit Australia. I will take a route. Really? Really? I want go to visit Japan and Korea. Thì đó, em mới mua thêm cái ốp hả? Mày mua điện thoại luôn hả? Đã gì trời. Hoàng thượng chiều vợ quá rồi. Rồi hoàng hậu là ai? Chưa có bay ơi bay. Tao chưa có hoàng hậu. You ready for a new relationship really? Yeah, I'm ready. Mua ốp cho chị đó hả? Nhưng mà chú có điện thoại mà mua ốp chị đợi. Biết sao không? Ốp mới ra, điện thoại mà mới ra là ốp nó xấu lắm, chú có đẹp đâu. Phải từ từ nó mới đẹp. Nhưng mà ốp 14 có giống ốp 13 không bay? Nó có khác gì không bay? Nini Salang heyo. Don't know. Don't you want to learn to drive? I want, but I cannot. I don't have time. Đâu ý là ốp chị tiếp mua hơn một cụ trời đất cho mẹ quơ. Cái ốp gì mà hơn một cũ. 3 phút nữa đón nhau thừa rồi hả? Yeah. Hôm nay càng ngày càng xa bờ ha. Có vẻ càng ngày càng xa bờ. Hôm qua là 51, hôm nay tôi 91 luôn ha. Càng ngày càng xa bờ quý vị và các bạn ơi.